Ở phía trước mọi người, một bà lão đã hơn 84 tuổi. Sau một ngày vất vả thì bây giờ bà trở về nhà để lo cho bầy con bị bệnh tâm thần. Ở cái tuổi này, lưng bà đã còng, mắt bà đã mờ, cộng thêm căn bệnh khớp cứ liên tục làm cho bà nhức mỏi. Có những lúc người ta phát hiện bà lão ngất xỉu bên đường vì đã kiệt sức. Nhưng khi tỉnh dậy, bà lại vội về nhà chuẩn bị những bữa cơm cho bầy con. Suốt hơn 20 năm qua, người dân tại phà Mương Ranh thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang luôn luôn thấy bóng dáng của bà lang thang ngoài đường. Người ta gọi bà là thân cò lặn lội mưu sinh cho bầy con. Dạ, hôm nay là bà nấu với món gì cho mọi người? Ăn chuối lỡ, chuối chín á, với cá à, với ấy cho nó ăn à. Con nghe nói là bà có 4 người con hả? Ừ, 4 người con. Và 4 người là hiện giờ bị bệnh hay sao ạ? Thằng thì đau bụng, thằng thì đau cái ngực. Hôm qua nha, nó ghen, nó thấy là má ơi, chết má ơi. Rồi đi chích thuốc hôm qua, về đã đỡ đó. Còn thằng thì nó đau ngay chỗ vú mổ rồi nè. Dạ. Ông ghen sáng đêm. Rồi ông đâu, ông mất rồi hả? Ông mất rồi 71 tuổi giờ. Ông bây giờ ông còn 86 tuổi rồi mà ông chết rồi cả 71. Dạ. Con hỏi thăm bà là bà tên gì ạ? Thơi. Bà Thơi ha. Ừ. Ở đây người ta gọi bà là bà thứ mấy? Thứ Út. Bà Út. Ông cũng Út nữa, Út Miên. Út Miên. Út Miên vậy là ông người Khmer hay sao? Tên thôi chứ người mình. Người mình ha. Ừ, tên. Tên là cha mẹ đặt. Dạ. Đây là nhà của bà Út nè mọi người. Chào mình, cho con lên con thăm mấy anh em được không? Được. Bà Út dẫn con lên giùm đi. À, đây là bước lên đây. Dạ. Ở nhà thì có đi bắt cái đèn mày. Ở nhà là có 4 người bị bệnh. Bị bệnh đi chợ hết 2 đứa. Dạ. Còn bên này là ai ạ? Dẫn con giới thiệu giùm mà anh ngồi nằm võng này còn ngủ nè. À, Tánh sao Tánh? Dạ. Tánh đau bụng hôm qua gần chết, kêu má ơi chết chết. Bà ngồi vậy với phim ca kìa bà Tánh. Anh Tấn là anh thứ mấy? Sáu Tấn. Nè, Tánh. Tánh. Ai thì dựng lên hả dạ? Nghe không? Ơn chiên nữa không? Ơi ngồi vậy. Đã xỉn rồi đợi. Xỉn đau mà không xỉn á. Đau. Vậy là bị anh bị bệnh rồi. Bệnh lâu rồi. Bệnh, con nghe nói là mọi người là bị bệnh tâm thần hết hả? Ừ, bệnh tâm thần là riêng, còn cái này đau gan cái ngực nè. Rồi đau bụng, ói. Rồi còn ông đó, ông đau ngay chỗ vú mổ, ông thứ ba, ông này thứ sáu. Đi anh Sáu? Anh Sáu ơi. Sáu Tấn. Anh Sáu Tấn ơi. Tấn, tên Tấn. Anh Tấn, anh nhiêu tuổi rồi? Alo. Cực con nuôi 4 người vậy rồi, bà thấy sao bà Út? Thì cũng ráng cho biết làm sao vậy. Nè ngồi dậy, đứng dậy đi. Nè, rồi phiền ta cho hình kìa. Đi. Tám. Qua đã. Đau chích thuốc chiều nay thì chích bữa nữa. Nè. Thôi để cho anh Tấn anh nghỉ đi. Rồi mình còn con vô con thăm ba anh còn lại. Nhà mình là 4 người con trai hết. Đâu rồi bạn? Ba thằng trai. Dạ. Có đứa con gái à. Bị nhỏ con gái từ chết rồi, chết năm hơn năm gì rồi. Ừ, vậy đó chị gái có bị tâm thần không bà? Cũng bị rồi bà đau ung thư. 4 người con bị tâm thần như vậy là ai là người mà hồi đó giờ là khó khăn nhất mà bà Út chăm sóc cực nhất? Này, cái con nhỏ chết á. Nhỏ chết là con Phượng là năm mấy tuổi, năm 4, năm 5 gì rồi. Hay quậy hay sao? Nó cũng không quậy gì mà nó hiền khô hà. Nó đi khơi khơi với chợ mắt đi kiếm nó gì à. Dạ. Rồi bữa nào ấy thì người ta gặp người ta dắt về giùm. Dạ. Rồi thành ra tôi cực con nhỏ đó, với con em nó cũng cực. Rồi ông này cũng đỡ đỡ đi chứ cũng hâu đau một cái rồi. Thằng hiện qua mắt đút cháo cho ông ăn à. Đút cháo ăn rồi ông nói chết má ơi chết chết vậy. Rên ở cái con chị vậy?
Rồi anh này là anh như thế nào bà Út? Chỉ con với. À, tên ba Mỹ. Ba Mỹ. Bố anh tên gì? À, em tên Phong. Phong hả? Ở Sài Gòn á. À Sài Gòn bản hả? Dạ. Biết Sài Gòn không? Biết. Sài Gòn ở đâu chị ơi? Long Xuyên. Long Xuyên. Ừ. Sao nữa? Hả? Long Xuyên đi sao nữa? Còn ba cây đó, ba cây sáu nữa. À, từ đây xuống thành phố Long Xuyên là phải chục cây chứ. Cây tới thành phố. Thành phố Long Xuyên nhưng mà em ở thành phố Sài Gòn á, chứ không phải là thành phố Long Xuyên. Sài Gòn biết rồi, Long Xuyên á. Ở Long Xuyên á, à, nghe đô thị là nói là... Có xe lớn chạy xuống hoài. Coi có vợ dưới đó nữa, cưới vợ không? Dạy. Cưới vợ không? Chưa. Chưa muốn. Ai muốn, ai ưng đó. Không, ý nói là anh ba nè. Ừ. Anh ba muốn cưới vợ không? Nào biết là muốn, không biết là muốn thôi. Cưới cho có con dâu cho mẹ đỡ cực. Ừ, ở đâu? Ở thành phố, ở Long Xuyên á. Biết rồi. Ờ. Nó tên gì? Tên Diễm, Ái Diễm. Diễm hả? Chịu không? Chịu luôn. Chịu luôn, giờ Diễm, sao? Diễm, chịu. Mày có tiền cưới không? Ai biết là mai kia vậy? Cô Út, bây giờ có cưới vợ cho anh ba được không? Thì ở đâu cưới mai ân ổng trời ơi. Nói thì ta gặp ta nói chơi mà mai có đôi gì chứ. Ta biết ổng mai ân ổng. Ờ, vậy là nhà mình là có 4 người bị bệnh. Ừ. Một chị gái là bị bệnh mất rồi. Ừ. Hai người mất luôn hả? Hai người con gái chết hết đứa thứ tư, còn nhỏ thứ bảy. Ừ. Nhiều. Đi chợ chưa về. À. Còn ông này lại với ông đó. Vậy là hai người thì giờ đang đi chợ rồi. Hai người kia đi chợ lượm bọc xin tiền. Kiếm 40 ngàn bạc ngày ngày qua có 20 mua cháo ăn. Về mua cháo ăn. Này con hỏi thăm bà Út nha. Ừ. Khi mà bà Út đẻ ra từng người con á, mà cái tâm trí nó không phát triển như người bình thường, thì lúc đó bà Út buồn không? Cũng buồn, ta ai cũng đều nói người ta một đứa muốn chết rồi bà Út gì mà tới 4-5 đứa gì chịu nổi gì. Nhưng phải gánh chứ sao giờ. Cái số mình nó vậy rồi phải chịu. Chứ bỏ ở đâu giờ đây. Cũng phải đó. Cũng nhờ chòm sớm với mấy chú này lại giúp đỡ cho con tôi nó có tiền, có bạc đặng lo thuốc, lo men lại với đồ ăn, đồ uống này kia. Còn gạo thì người ta cũng cho lấy gai, hỏi mua gạo. Nói như là bà Út giai đoạn nào bà Út cực nhất? Trời ơi, bây giờ nè, đau bệnh là tôi không có khỏe được đâu. Lo cháo lao cơm nước này kia dưng tới hả? Đút cơm cho mấy ông ăn. Chứ không phải mà bình thường đâu. Bà Út có đi kiểm tra là tại sao lại để con ra là ai cũng bị tâm thần hết không? Bây giờ mấy ông đâu có biết cái đâu. Mình có đi coi thầy thuốc rồi hay coi thầy bà gì không? Thì không có đi mà đều mà mấy ông thì bệnh thì đi lại bác sĩ này kia chích thì về, chứ còn cái thầy bà thì mình cái đó thì mình không có tin, không có tin gì đâu. Dạ đúng ạ. Còn bệnh thì phải lo ha, là tại số mạng mình vậy cũng ráng lo chứ gì. Ngồi ghế ở nhà mình con thấy có mấy chiếc xe đạp, vậy là mấy anh là đi đâu là lấy xe đạp đạp? À, mấy ông này có biết chạy ở đâu? Con nó gửi. Gửi thì nhà nó bển kìa. Nhưng mà sao con thấy đồ đạc quần áo nhà mình lộn xộn như vậy, không xếp lại? Cho rồi không xếp không nổi. Xếp không nổi rồi tối cái nó bư ra rồi nó đắp rồi cái ngồi lại vậy. Chứ rồi xếp xếp không nổi, mình tui lô cơm nước này kia nó mệt. Xách diện chút xíu là mệt rồi. Chứ đâu phải như một lần lướt mằn được đâu. Con tôi ở đây không phải nói nha. Cháu cũng có cháu, mình không có nhờ nói gì trơn. Ở trơn ở trời chú ơi, giờ tôi khổ lắm. Nó không có mằn tiết cho tôi cái gì. Ăn no rồi cái đi học. Đi học nhỏ đi với bạn nó đi ấy rồi. Đi ngủ đi làm gì đó rồi. Nhỏ con của cháu ngoại á, có đứa mẹ đi bán thịt heo chợ á.
bán mua đi bán lại từ ký rồi đi lại ngồi bán kiếm ký dài 4-5 ngàn. Anh ngồi xích qua cho mẹ ngồi, cho mẹ đứng mỗi giờ. Rồi mấy là đi bán lo cho nên ăn học. Còn tôi thì lo mấy ông này, mấy chú rồi còn kia lại giúp đỡ cho tôi cũng mang ơn dữ lắm. Lúc mà còn khỏe là bà Sáu làm nghề gì? Lúc mà chài còn lưới. Chài lưới. Còn sống thì đi chài. Hay vậy là hồi xưa ông bà Sáu là đi làm nghề chài lưới. Ừ. Chài lưới này là sông Hậu hay là sông Tiền quá? Sông mà. Sông Hậu. Rồi, rồi đúng rồi. Đây là dòng sông Hậu nó bắt từ Tân Châu đổ xuống nè. Ừ. Rồi Tân Trân Châu ở dưới ấy đi lên Cù Lao, ông Hổ là ông Bắc Hồ đó. Dạ ông Tôn Đức Thắng á. Rồi mấy là chài từ đó lên tới đây thức 2 giờ. Rồi tôi bơi xuồng chài, tôi đẻ mới có tháng à. Rồi tôi bơi xuồng chài, sáng mua cá, mua gạo ăn. Ổng thì ổng gán ổng thức chài, ổng không biết giá, gách tôi giá không. Cơm, nước, mà này kia nọ, toàn là tôi giá không. Vậy là lúc ông bao nhiêu tuổi là ông nghỉ làm nghề chài lưới và bà với ông lên trên bờ sống? Là 71 ông chết rồi nghỉ luôn, ông đau tim. Yeah. Đau tim mấy năm đặng. Lúc sáu mấy tuổi là ông ba ông Út còn chài lưới không? Còn 60 là bà 6 ngoài ông còn chài. Chài rồi sáng tôi mới đi chợ bán cá nè. Vậy là cái nhà này là mình lên trên bờ ở là lâu chưa? Thời... Lâu lắm hồi đó giờ lâu lắm rồi. Dạ. Yeah. Cũng biết mấy sáp nhà rồi. Chứ không phải ấy đâu, lâu lắm rồi. Rồi ở đây thì con thấy là có rất là nhiều mùng mền nè. Toàn thì... ơi nhóc ở chân. Ở đó một khóm rồi trên này rồi ở đó trong buồng thằng này nè ngủ trong buồng. 4-5 cái mùng. 4-5 cái mền. Cái này của người ta cho. Còn thằng con nó đã đi ngoài Bình Dương rồi nó bỏ ra nó không ai xài nó bá lấy xài đi. Chừng nào con về con lấy lại. Là cái tủ lạnh đó, chứ tôi không có tìm mua. Dạ, cái này con hỏi đó giờ là mấy anh bị bệnh tâm thần như vậy á, thì lần nào anh nào kích động đánh đập hay là bậy phá gì không? Không, nó hiền khô hả, ghen không hả, đau nó ghen, nó khóc hả. Khóc, anh này khóc biết hả? Ừ, ông đau quá, cái ông khóc, ông đau ngay chỗ dưới mổ luôn nè. Mổ gì đó? Mổ hồi tử nè, nè, đau ngay này nè, nè ha. Bệnh ngay chỗ này cũng đau hoài, còn ông kia không gan cái ngực cũng đau cũng khóc cũng la có tôi và cực hai ông này, còn con kia con nhỏ con gái tôi thì nó đi ăn thịt kiếm tiền gì cho con nó đi ăn học học lớp 12 rồi tôi không có lo cho nó nổi rồi nó đi bán rồi đặng lo cho con nó tiền ăn học cái 6-7 giờ chiều mới về ngồi hoài chừng nào bán hết thịt hay gì mua từ ký cây này đem lại chợ bán kiếm 1 ký 5-10 ngàn vậy đó về cho con ăn học đó, vậy đó khổ lắm chú ơi bây giờ không phải nói còn ai là người đi nhặt đồng nát ve chai về cái con nhỏ thứ bảy á vậy là bảy thì là có bao tổng cộng hết bao nhiêu người con vì khôn gì khùng đó hả? Dạ. Còn 8 người. 8 người nhưng mà bao nhiêu người bị khùng? 4-5 người khùng mà còn 4 nè. Chết hết người rồi. Ừ. À hiện giờ là vẫn còn 6-7 người, 7 người còn sống. 8 người. 8 người nhưng mà chết 1 người còn là còn 7. Ừ. Thì 4 người 11 người. U trời, quá trời. Chết 3 người. 3 người còn 8 người. 8 người là 4 người khùng, 5 người mà kể cho 4 đi, 4 người còn sống á. Nhưng mà may mắn cái là bà Út có con bị khùng nhưng mà không có quậy. Không, không có quậy, không cần cấp chợ mái trơn á. Ai cho thì lấy gì không cho thao nha. Ta cho đồ nhóc quỷ gì à, con nhỏ thứ bảy đi chợ với chợ á. Cho quần áo hay gì, ai cho gì lấy nấy hà. Chứ không phải mà ăn cắp ăn trộm gì ai hết trơn á. Từ hồi nào giờ người ta thương cái vụ mà thùng ve không quậy, không phá rồi thành ra người ta thương. Có khi nào mấy anh này ảnh tỉnh cái ảnh nói cái điều gì mà khiến cho bà Út xúc động không? Ví dụ như là thương mẹ rồi.
không, con nhỏ kia nó thương, con nhỏ thứ bảy nó thương, còn ông này ông cũng có hiếu lắm nha. Đi đợi lắm, ta xin tiền ta, ta cho ly cà phê về uống đâu hết hay hết, về cho má uống cho khỏe. Ông này vậy chứ ông khùng chứ có hiếu. Khùng nhưng mà có hiếu. Có hiếu, có hiếu là uống cà phê về cho mẹ uống hết hay hết à. Dạ. Về cho mẹ. Còn để cho tôi mà tôi chưa uống. Nói mày, người ta cho mày mày uống đi, cho mẹ uống cho khỏe. Biết gì đó. Lúc đó về bà Út xúc động không? Cũng buồn, buồn lắm mà làm sao giờ. Phải mình sống lột vỏ rồi còn đỡ này, không biết chết giờ nào. Nó mệt hoài, đi tới lui đó rồi đây mà mệt, mắc thở rồi. Bởi vì hoàn cảnh của tôi, ta nói lại với phim đó, người ta cũng thương bà dữ lắm. Mấy người ở ngoài nước ngoài á, người ta nói thương bà, mà thương tôi rất mang ơn nhiều. Chứ giờ làm sao giờ có hoàn cảnh tôi vậy, tôi phải gắng chịu chứ. Con hỏi thêm một điều nữa bà Út à, đó giờ khi mà bà Út sống trên ghe xuồng như thế này nè, lên đên, có khi nào bà Út nằm trên ghe bà Út lại thấy cuộc đời bà giống như chiếc ghe không? Cứ nó bồng bềnh. Bồng bềnh là giống y gan vậy đó. Giống y gan như cái chiếc xuồng mà tôi chài vậy á. Chài phải gắng lo con, chứ không lo cho được. Nấu cơm không biết nấu, không biết mặn gì chân. Đi về cái đi chợ bán cá, về cái mua gạo. Gạo về cái bắt lên tôi nấu ăn rồi giặt đồ, giặt này kia vậy. Hồi đó đâu có ai cho đồ. Bây giờ người ta thấy người ta cho đồ nhóc hết trơn hết trời, rồi mình không lấy, người ta nói mình chê, phụ người ta, mình nghèo còn phụ này kia không lấy, nó cũng khổ mà lấy thì tùm lum hết trơn. Rồi đó, chứ mà dẹp không nổi đâu chú ơi. Tôi nói thiệt tình tôi già, tôi mệt, tôi dẹp không nổi. Mấy ông này biết khôn rồi dẹp tiếp, ổng còn bài ra thêm đó. Trời, nếu bây giờ ước thì bà ước điều gì lớn nhất trong căn nhà này? Ước bây giờ tôi được ai mà giúp tôi cất cái nhà lại cho ấm cúng cho mấy ông này ở tôi mừng. Chứ giờ tôi không có nhà cửa, muốn sập rồi, mục hết trơn rồi. Bây giờ tôi ước cho được cất cho tôi con tôi ở cái nhà ấm cúng kính mưa kính nắng, tôi mừng lắm. Căn nhà của bà Út hiện giờ mọi người thấy sàn nhà là sàn đất, phía trên này là sàn gỗ và mái tôn, thì có khả năng là nó bị sập hoặc là nó bị mưa dông tới mưa bự cái nó dột. Mọi người hình dung ở phía bên này là cái bờ sông Hậu, thì có khi mùa nước nổi lên á, tháng 7, tháng 8 nước sẽ tràn lên, có khi ngập lên cái sàn nhà như thế này. Có lên cũng bò tới đây. Dạ. Hồi xưa bà Út chài lưới á, thì cứ tới mùa nước nổi chắc bà Út mừng lắm đúng không? Tới mùa nước về á. Con nghe con thấy là mấy năm trước con thấy có những cái chiếc xuồng ghe họ còn xài cái tù và. Hồi đó bà Út có xài cái đó không? Xài cái gì? Xài cái tù và mà thổi ở trên sông á. Không biết. Không biết cái đó hả? Không. Dạ. Cái chài rồi cái rồi chài với sáng chài, rồi có 6 giờ về cái rồi sẵn cá mắm rồi đem bán. Chợ này nè bán rồi một gạo về ăn. Hồi đó đâu có ai giúp, mình lo mình ăn con đứa nào cũng nấy thôi, bèo nhèo nha, có một bộ đồ dính da chứ không có được nhiều. Bây giờ người ta cho lũ khủ nhóc hết trơn. Người nó nghèo nhưng mà nó vui tại vì con cái không có như vậy. Nó còn nhỏ, nó không từ nhỏ lớn bây giờ cũng vậy, nó không có quậy. Dạ. Nó hiền, bởi vì đồ đạc của ai thì để y nấy chứ không khi nào phá. Bố con á như con cò vậy, đi mò cua bắt ốc tối ngày quanh năm suốt tháng trên cho con á, vì nuôi con. Bởi vì tôi ha, tôi mà chết rồi ổng còn, mấy ông này còn khổ cấp 10 nữa, tôi còn sống tôi còn lo. Ổng bây giờ ông đâu có bằng đường bà, cái gì cũng vậy, cơm nước này kia ổng đâu có bằng. Rồi ổng đau tim mấy năm trời lận, rồi thành ra đi ở nhà là thương 20 ngày, cũng nhà có 10 ngày mệt cho xuống dưới nằm, biết là không có tiền có bạc gì hết cũng phải đi chứ giờ mệt. Tới chừng mà ổng chết rồi cái người ta cho hòm gương chở về cho ổng đó. Rồi bà Út năm nay lớn tuổi rồi mà vẫn còn chăm nom hết mọi người, hình như ai phía trước rồi ta, ai về hả? Đâu nghe tiếng đột rạc á. Nhà kế bên. Nhà kế bên hả? Đây là con gái, con cháu nội, hai đứa. Dạ. Nó thức rồi, nó ngủ, nó thức rồi.
chia sẻ với mọi người á, nhà bà Út á, thì nằm ngay tại cái bến đò Mương Ranh. Chắc là đau. Chắc là đau ha. Ừ. Nằm ở phía sau khu hành chính trung tâm của huyện Châu Thành ở tỉnh An Giang. Nếu có bác anh chị nào mà có đến thăm bà thì cứ đến bến phà Mương Ranh này. Hỏi thì chắc có lẽ mọi người sẽ biết à. Biết hai trơn à, tên Mỹ à, biết hai trơn à. Bà Út Mỹ ha. Mỹ ông Út Miên. Dạ. Ông này con à thì tên Mỹ, còn cha là tên Út Miên, còn này số ba Mỹ. Dạ. Hôm nay thì con ghé con thăm bà Út. Ừ. Con gieo duyên bà Út một xíu nha. Ừ. Con xin cái số tiền khoảng 1 triệu đồng của mấy cô chú anh chị á, ủng hộ cho con để con chia sẻ cho các bà con khó khăn. Ừ. Thì con gửi cho bà Út 1 triệu để bà Út mua thuốc men lo cho mấy anh. Vậy con cũng có lòng hảo tâm quý quá rồi, tôi cũng mang ơn nhiều dữ lắm đó. Quá mang ơn. Giờ tôi cũng không già, tôi muốn làm gì cũng nhờ mấy chú ở địa phương. Lại thấy hoàn cảnh tôi vậy giúp tôi cũng có qua mang ơn, có cái lòng hảo tâm vậy tôi mang ơn rất nhiều. Để con hỏi thăm thử anh này biết không? Hả? Biết tiền không ta? Anh không có biết. Ai cho ăn? Anh ba cũng không biết luôn. Không biết. À 2.000 ha, 1.000 không biết. Người ta cho 5.000, cho 500.000. Tới đằng 6.000 đó. Để hỏi tên này bao nhiêu? Không biết đâu. Tên này bao nhiêu anh Út biết không? À, mà anh ba biết không? Đó hả? Bao nhiêu? 20.000. 20.000. Anh sáu? 6 tấn. Sáu tấn. Anh tấn? 5.000. 5.000. 5.000. Không biết, cái phải biết chưa? Được hả? Đưa 2.000, ta cho 2-3.000 cái nó hoài nha, để dành mua gạo mua cá ăn nha ma. Ta cho 5.000 bạc, 500 ngàn mua gạo mua cá mà có 5.000 bạc hả? Vậy mà anh ba rồi cưới vợ. Cưới vợ. Giờ cưới vợ không? Chịu. Bây giờ cho anh ba với anh xấu chọn ai cưới vợ trước? Tôi trước. Sao cho anh cưới vợ trước rồi? Cho anh Sáu cưới được không? Được luôn. Ừ. Giờ có một bà vợ thôi. Giờ anh nào chịu nhường anh nào? Ai? Bây giờ có một cái bà vợ dưới Long Xuyên á. Chịu con Diễm à. Sao? Chịu con Diễm mà. Chịu con Diễm hả? Ừ. Diễm nào? Nhớ Diễm rồi. Diễm là ở được dưới mình Long Xuyên á. Chú mới nói rồi ông nhớ. 61 tuổi rồi. Không chịu ở thành phố á. Không chịu cưới vợ. Chưa, mà chịu qua ở thành phố khóa à. Mày làm mày có tiền mày cứ. Ở thành phố có. Anh Tấn. Anh Tấn ơi. Hả? Cưới vợ không? Chưa. Cưới vợ đi. À đâu có. Có con Diễm ở dưới thành phố á. Có hả? Có. Hai điện cho máy này xuống chơi ơi. Điện nó xuống chơi hả? Ngồi có nhỏ Diễm Long Xuyên á, chịu không? Chịu. Vậy giờ anh ba cũng chịu luôn, giờ chịu nhường cho ai? Giờ anh Sáu danh rồi kìa, giờ sao anh ba? Kêu anh biết ca bản. Ca bản không? Ừ. Ủa, vậy anh biết hát không? Ca tào lao. Ca tào lao thì được, chứ không có bài bản không có. Bà bút ca được không? Không biết đâu, trời tôi già, tôi làm gì có hơi ca nổi. Nhưng mà biết cách ca không? Không. Không biết ca. Anh Sáu biết hả? Ca tào lao thì được. Tào lao con à. Thôi kệ, thử đi. Anh Tấn. Anh Tấn hả? Lại hát ca thử này đi. Chụp hình cho. Để em nghe đi. Gà đường trắng bần mờ. Nó đã quen đường cao. Ưng thông cành. Bồ đó đi. Tiến trái lên nào đã biết đường đào có gôn tuôn kiều nặng đến trường eo đợt dân bờ cao. Bản gì đó? Ngọc Sơn ca. Chứ lấy danh Ngọc Sơn. Lấy nghệ danh là Ngọc Sơn. Còn anh ba can bản đi. Tôi ca không được. Cái gì mày? Không được. Vậy nhưng mà nhà mình có người bệnh nhưng mà mọi người vui vẻ vậy là mừng hơn bà Út. Mừng, không quậy ai, trộm sớm tôi mừng lắm. Dạ.
Hôm nay con ghé thăm bà Út thì chúc bà Út với cả đại gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Tôi cũng rất mơn ơn hai chú nhiều lắm nha. Vậy có lòng hảo tâm quý quá rồi, dễ gì được gặp mấy chú gì tôi mừng lắm đó. Dạ con đi nha bà Út. Đi nha anh Tấn. Đi. Em đi nha, bữa nào Ái Diễm ghé thăm. Xuống cho hai. Dạ hôm nào xuống dẫn Diễm ở Long Xuyên thành phố xuống chơi. Xuống đi. Nói nó mửa 80. Chạy 80 cây số. Mấy ông chạy nó xuống chơi. Dạ. Xuống đi giống. Dạ. Mai nhỏ ra đi ông ơi. Đi uống gì á. Ui. Ồ vậy là đây là chị Bảy hả? Ra còn thằng Út chưa về. Để rồi, thôi quay phim ra đi bé hai đi. Ui, ui. Mắc ỉa đi về. Đi cho anh kéo cà phê. Tôi có ăn thay quần rồi. Thay quần rồi, đái trong quần luôn rồi. Quần rồi. Trời ơi, mới đi nhặt về con xíu đó. Thay quần rồi. Rồi con đi nha. Vậy cũng mang.